Xin mời chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio là một video để xuất cho bác khách tên là đây. Một bác khách tên là đây, hai đôi bát neo 40. Hai đôi bát neo 40 mà neo bi trắng. Cấu hình cực đẹp các bác nhá. Thì hôm nay em có review thì các bác xem cái hình ảnh của cái cặp bát này. Một đôi bát neo với giá tầm trung mà tại sao các bác lại không chọn cái đôi bát này? Bác đây này đã sử dụng mấy đôi này của em rồi và khen chất âm của nó rất là tốt, sáng tiếng, độ bền cao. Với cái dòng này là xương nhôm đúc và cái xương của nó lại có một cái ô vuông ở giữa, xương rất là lạ các bác nhé. Và màng của nó thì các bác nhìn thấy cái màng của nó này, nó tạo cái sần sùi đằng sau giúp cái màng nó cứng cáp khỏe đấy. Đi loa này là loa đi show đám cưới các bác nhé. Với cấu hình này là bích thép của nó rất là dày, là bích thép trắng 7 màu. Bích thép trắng 7 màu các bác nhìn này. Đấy, bích thép trắng 7 màu. Viên từ bi của nó cực dày các bác nhé. Viên từ bi 500 nó rất là dày và nó sáng, trông nó rất là đẹp. Viên 500 nó rất là đẹp. Đây là một dòng dạng từ leo, nó sẽ chuyên về giải ca. Anh em lắp a dây bát 40 thì có thể là lắp các cặp bát này. Viên từ của nó dày không các bác? Đẹp, viên từ cực dày luôn, củ của nó rất là lặn. Côn 76. Côn 76. Màng của nó rất là nhiều các cái sợi bông thủy tinh các bác nhìn nhé, nó lấp lánh đấy, ánh đèn soi vào nó lấp lánh. Và đặc điểm anh em chơi cái dòng bát này thì màng của nó là màng đen mờ. Và gân của nó thì là 3 gân nhé các bác nhé, gân 3 gân. Đối với cái dòng bát này thì Tùng Nguyễn sẽ cung cấp ra thị trường là đôi bát này là 3.3 triệu một đôi. Và giá tại cửa hàng các bác nhé, 3.3 triệu một đôi. Cấu hình củ bát leo rất là đẹp. Thế nên em nhà em có rất là loại, nhiều loại leo. Đến hơn chục mã leo bát 40 như này. Thì trong cái phân khúc giá thì em báo cho các bác như này thì em cũng báo luôn nó là phân khúc tầm trung. Đấy, có những dòng cao cấp và có những dòng rẻ hơn rất là nhiều. Nhìn cái bộ củ từ bích của nó này, các bác nhìn là kẹp lỗ bích sắt nó rất là dày. Và củ leo bi, cái viên từ của nó rất là to. Rất to các bác nhé. Với cái cấu hình mà cái củ leo bi này là do công ty Xin Sinh sản xuất các bác nhé. Cái củ leo bi 40 này và cái củ leo bi 30 mà hình lục giác nhà em làm ấy là hai cái đôi này là em nhập cùng một cái công ty Xin Sinh đấy. Bát thì nó không in tem là công ty nào hay là GCF hay là JBL, vì cái loại này là nó làm cái xương rất là nặng. Và ở ngoài vỏ hộp của nó thì nó in một vỏ hộp bao bì là của công ty Xin Sinh các bạn. Xin Sinh giống như 30 nhé. Thế 30 là nào của công ty Xin Sinh. Đây các bác nhìn này, đây là vỏ hộp này, nó có mã của nó đấy, tên của công ty là Xin Sinh, còn là tem mã của nó là JL150202 đấy. Thì là cái mã của công ty nó cung cấp ra thôi. Còn cái quan trọng nhất, mình không quan tâm đến nó là tên là gì, quan trọng nhất là nó cái bộ củ của nó và màng của nó các bạn. Tên làm tên làm tuổi thì nó đơn giản không, mình dán cái tem gì chả được. Nhưng cái quan trọng nhất là cái bộ củ này, cái bộ củ của nó, bộ thớt của nó này rất là dày dặn và đẹp. Màng của nó nhìn là nó khô, cái màng các bác nhìn cái màng nhìn nó rất là khô và nhìn nó thanh. Đặc điểm dòng này nó làm gân 3 gân các bác nhé. Bác nào mà thích loại màng 3 gân thì chơi cái con bát này. Tiếng nó sẽ thiện về tiếng ca nhé. Các cái dòng neo thì em giới thiệu bao giờ nó cũng thiện về tiếng ca. Nhưng có tùy từng loại, có loại thì ca sáng, có loại ca sáng nữa, có loại xịn lại còn ca sáng nữa. Đấy, nó nhiều các cái phân khúc khác nhau. Còn đâu loa neo mà không có côn 76, chưa bao giờ em giới thiệu con này bát uy lực lắm. Bát leo thì tiếng bát nó hơi mỏng nhưng mà tiếng lời của nó thì cực kỳ sáng và hát nhẹ đấy. Đối với những dòng leo các bác phối ghép thì phải phối ghép thêm cả súp thì các bác hát nó mới hay.
Đấy, H52 thì các bác đi show thì không nói làm gì rồi, các bác đi show thì ai cũng chơi cấu hình súp đơn, súp kép rất là khỏe để đi đánh dã nhạc sàn đám cưới. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn có review hai đôi bát 40 neo bi cho bác đây. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác có nhu cầu quan tâm thì liên hệ trực tiếp vào cửa hàng nha.